Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Việt Nam, tính đến sáng ngày 13 tháng 10 đã có 93 người chết, mất tích do mưa lũ. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm 31 người khác bị thương. Về tài sản, thì mưa lũ làm sập 317 căn nhà, hư hỏng tóc mái trên 1.200 căn, ngập trên 33.000 căn, hư hại 83.000 hecta hoa màu, thủy sản, sập 26 chiếc cầu, chết khoảng 45.000 gia súc, gia cầm. Theo báo điện tử VN Express, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết là ngày 13 tháng 10, tâm bão Kanun, tức là bão số 11, đã vào đến quần đảo Hoàng Sa, phía bắc biển Đông, có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh văn phòng ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành và đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bão Kanun, thông báo cho tàu thuyền biết vị trí diễn tiến của bão và kiểm tra các kế hoạch ứng phó với mưa lũ sạt lở.